Bún đậu review xin chào tất cả các bạn. Cuộc sống này không có khổ nhất, chỉ có khổ hơn. Để biết bản thân vẫn còn may mắn và sung sướng VL, anh 7 quyết định thử thách bản thân. Bằng việc moi hết tiền tiết kiệm lao đến nơi đang có nhiệt độ xương xương là âm gần 50 độ C, nghĩ đến thôi đã rén rồi. Đây là một nơi không chỉ có thời tiết khắc nghiệt, mà nó còn gần như biệt lập với thế giới. Bạn xem, ngay khi đến nơi anh đã test thử. Nước sôi ngay lập tức hóa thành nước tiết trắng khi hất lên cao, quần áo phơi phía ngoài hóa thành áo giáp, còn hoa quả, chỉ cần để một lúc, bạn sẽ có ngay búa để đóng đinh rồi. Với sự lạnh lẽo này, con người nơi đây còn không dám đeo kính gọng kim loại, vì chúng sẽ dính chặt vào phần thịt của bạn, nếu bạn muốn tháo ra, đành chấp nhận tứa máu mà thôi. Thậm chí, đường ống dẫn khí đốt còn phải làm nổi trên mặt đất, vì phía dưới còn những lớp băng dày hàng chục mét, kinh dị thật đấy nhỉ. Trông cả trời đất quanh anh mờ trắng như xương bao phủ kìa, nếu ở đây mà bạn muốn sở hữu ô tô thì tiêu đời, vì mùa đông kéo dài suốt 7 tháng trời, và lúc đó, đừng hòng mà sử dụng được chúng. Lạnh đến mức không thể khởi động, đến lúc khởi động được, lại không thể dừng lại, bạn không tin ư? Ngoài những chiếc xe đang im lìm, con xe này đang nổ máy này. Bạn xem, phía trong không hề có người lái, xe cứ chạy cho đến khi hết nguyên liệu thì nó sẽ tự ngắt mà thôi, thật may, nơi này ở Nga, một quốc gia rất giàu về tài nguyên. Nếu bạn chú ý, sẽ thấy những ngôi nhà ở đây được xây trên những trụ đứng, thay vì nằm hẳn trên mặt đất, đó là vì phía dưới đều là băng tuyết. Và chúng rất dễ dịch chuyển, thế nhưng, dù có làm trên trụ, những ngôi nhà cũng sẽ dần bị siêu vẹo sau khoảng một thập kỷ, do sự biến động của băng tuyết. Nhưng một điều tiện lợi ở đây, là họ chẳng cần tủ lạnh, bạn thấy kia không? Thức ăn chỉ cần treo ra ngoài cửa sổ, và thế là quá đủ để trữ đông chúng rồi. Bác nào mà mê băng tuyết, đến đây cũng sẽ sớm đầu hàng bởi sự khắc nghiệt này mà thôi, mi mắt anh đang dần nặng trĩu vì băng tuyết đu bám. Và nếu ở ngoài trời trên 15 phút, bạn sẽ bị bỏng lạnh, tứ chi sưng tấy, đau đớn vô cùng, và thậm chí có thể tử vong, thậm chí ngay cả máy móc khi ở ngoài trời cũng sẽ không thể sử dụng được quá lâu. Lớp băng tuyết phía dưới đất còn không tan ra ngay cả trong mùa hè, vì thế, nếu muốn thực hiện mai táng, người ta sẽ đốt than suốt 2-3 ngày, rồi sau đó mới có thể đào được lớp băng đó ra. Anh 7 cực kỳ tò mò, khu chợ nơi này thì sao nhỉ? Bạn xem, mọi thứ đều đông cứng, đồ ăn cứ phơi trực tiếp ngoài trời cũng không bao giờ sợ hư hỏng. Và để có thể đứng ngoài trời buôn bán, đây chính là trang phục của họ, tất cả đều là đồ giữ nhiệt hàng xịn sò, đã thế còn phải hết lớp này đến lớp khác. Con người ta quả thật rất mạnh trong việc thích nghi, vì đang di chuyển bằng ô tô, họ phải liên tục chạy gần như không dừng lại, vì chỉ cần 2 phút, động cơ có thể đóng băng luôn rồi. Một cách di chuyển khác quen thuộc hơn nơi này, đó là xe kéo, cảm giác cả gương mặt bị hóa đá, chính là như thế này phải không? Người bạn địa phương đang rủ anh 7 ra sông để khám phá, họ đục một lỗ nhỏ trên sông, khoét được một lỗ nước nhỏ, những chú bò được thả ra, nhanh chóng lao đến đó để uống nước. Anh 7 đang vô cùng đau đớn, vì phần tai của anh đang sưng tấy lên, nếu nặng hơn, anh có thể phải cắt bỏ nó, vì chúng sẽ bị hoại tử. Để ngăn chặn điều đó, cô gái lấy ra một loại dầu, bôi lên vết bỏng lạnh để làm anh tránh khỏi nguy cơ mất tai trong nay mai. Với người dân nơi này, nhiệt độ từ âm 48 độ trở lên vẫn là quá ổn, chỉ đến khi dưới âm 52 độ mới được xếp vào thời gian lạnh giá. Việc đến đây khám phá thực sự khá nguy hiểm, ở nơi này, những người say xỉn ngủ quên trên đường đến chết không phải làm hiếm. Hoặc những vị khách du lịch, họ không có quần áo phù hợp, lại tự do lái xe, và khi xe chết máy giữa một nơi hoang vu, đó gần như là cái kết cho họ vì không thể cầu cứu. Những người được sinh ra và lớn lên ở một nơi điều kiện thuận lợi như chúng ta, có thể cảm thấy sợ hãi với sự khắc nghiệt này, thế nhưng với những con người đã quen thuộc nơi đây, họ xem những chuyện kỳ lạ này là hoàn toàn bình thường, thậm chí, họ còn tận hưởng sự lạnh lẽo hoang sơ, nhưng vô cùng yên bình này. Bạn có muốn một lần thử đặt chân đến đây, để khám phá cái lạnh giá thấu xương này không? Một quả thanh long tim mọng được cắt làm đôi, nhân mùa kiến ùa về, anh bổn muốn đãi chúng món ngon này, để xem chúng có thể giải quyết trong bao lâu nhé. Lũ kiến nhanh chóng kéo đàn kéo đống đến, mùi thơm ngon ngọt này chắc chắn không thể bỏ qua được, vì thế, chúng kéo đến mỗi lúc một đông. Trông kìa, chúng bu đen khắp miếng thanh long rồi, đã 5 giờ trôi qua, miếng thanh long bị ăn tỉa đến mức lộ hết phần hạt đen phía trong. Có vẻ như hương vị tươi ngọt của phần thịt mới là thứ được yêu thích hơn cả, bởi lẽ phần hạt có lớp vỏ cứng, không được ưu ái cũng phải thôi. Hết nạc vạc xương, chứ nạc còn nguyên thì không để thể phí được, tụi kiến cắn tỉa rất từ tốn, càng ngày, chúng càng chui vào trong, phần vỏ phía ngoài dần xuất hiện nấm mốc. Từng lớp nấm trắng trông khá kinh dị, ruột thanh long dần tạo thành một mê cung, có vẻ như phần hạt bị bỏ lại khá nhiều, lũ kiến cũng không còn tập trung trong đó nhiều nữa. Mà dần giãn ra, có lẽ phần thịt thanh long phía trong gần hết, nếu không cũng đã bị khô quắt lại, nên khá khó để oánh chén hơn. Tuy lượng kiến đã giảm đi đáng kể, nhưng chúng vẫn chưa ngừng lại, những con lì đòn hơn vẫn cố gắng kiếm trác thứ gì đó từ miếng thanh long khô héo này. 5 ngày đã trôi qua, phần vỏ dần hiện rõ màu héo úa, kiến cũng kéo hết ra phía ngoài, cự nó có lẽ đang tấn công từ phía dưới miếng thanh long phải không nhỉ? Có bạn nào cũng phỏng đoán như thế không?
sang ngày thứ 7 trở đi, tốc độ hư hỏng của miếng thanh long mới bắt đầu nhanh hơn, màu sắc dần sậm lại. Và 10 ngày đã trôi qua, đàn kiến không còn bén mảng đến đây nữa. Anh Bổn lật thử miếng thanh long lên, hóa ra tụi nó chỉ oánh chén phía trong, còn lớp vỏ phía ngoài chỉ bị thối rữa mà thôi. Thật sự là một cái kết hài lòng người xem phải không? Tụi kiến luôn là những tay săn mồi tuyệt vời. Bạn có yêu thích những video này không? Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và theo dõi đến cuối video. Bún đậu rất biết ơn về điều đó. Và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video tiếp theo. Bún đậu yêu tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.